Chào mọi người. Hôm nay thì mình mới ra các clip tiếp theo tại vì thời gian vừa rồi nó hết giãn cách nên là cũng công việc nó cũng phải chạy khá nhiều nên là không có thời gian ra clip. Hôm nay mình mới có cái dịp mình mua cái nón mới sẵn mình review luôn. Với lại hôm trước có mấy anh em cũng thắc mắc hỏi cái DJ bên trong cái nón để mà quay vlog á. Thì cái đó thì trước đây mình có làm một lần rồi. Gắn trên cái nón full face LS2 của mình á. Có gì mình sẽ để lại cái link đâu đó ở trên này ha. Để mọi người có thể xem lại. Thì nguyên tắc gắn này nó giống nhau hết. Nón nào gắn cũng giống nhau thôi. Chỉ có khác là nó full face với lại 3 phần 4 thì nó sẽ dùng cái phụ kiện khác nhau thôi. Cái còn lại là nguyên tắc gắn này nó giống nhau ha. Nó không có khác nhau gì hết. Cái nhất là nó sẽ khác là cái phụ kiện gắn nè. Nó sẽ dùng cái cần micro hay là cái dây micro tùy theo cái full face hay là cái 3 phần 4 hoặc là nón lật lật cầm á. Thì nó sẽ sử dụng chung cái phụ kiện. Còn cái cách gắn thì nó giống nhau nên không có khác gì hết. Thì có gì mọi người xem lại cái clip đó ha. Thì hôm nay mình mua cái nón này, thứ nhất là cuối năm rồi, năm vừa qua mình khá ngoan nên là cuối năm mình tự thưởng cho mình một món. Cái nón thì này thì mọi người hay gọi là nón dual sport. Nó là cái nón để touring với lại đi mấy dòng xe adventure thì nó khá phù hợp. Nó có cái mái che, nó có cái mái che đằng trước nè. Tuy nhiên đó là cái nón nào thì nó cũng không phải chỉ có ưu điểm không, nó cũng sẽ có những cái nhược điểm của nó. Đối với cái nón này á thì dĩ nhiên là nó thiết kế để đi adventure touring thì nó không phải để dùng đi như sport được. Nó có cái mái che, nó là một cái nhược điểm nếu mà đi sport đi tốc độ á, thì có mái che nó là một cái điểm không phải để chạy sport. Bởi vì cái cản gió đó, mặc dù là trên này người ta đã khoét lỗ trong thiết kế, người ta khoét lỗ khá nhiều để nó thoát gió đi, tuy nhiên là nó cũng sẽ có một cái phần ảnh hưởng nhất định. Nó không giống như cái nón sport là nó trơn luôn, khí đồng học nó trơn luôn, nó không có cái gì cản gió hết. Thì khi chạy tốc độ cao á thì cái nón nó sẽ ổn định hơn. Còn cái này nếu mà chạy tốc độ cao thì dĩ nhiên cái mái này nó sẽ làm cho cái đầu mình nó không được cái độ ổn định như là cái dòng nón sport. Nhưng mà nếu đã chọn đi touring với lại đi adventure thì nó không có đi tốc độ cao đó, mà chủ yếu là đi đường dài đó, nó tạo cái sự thoải mái, nó thông thoáng hơn, nó không có ngợp như nó full face. Rồi cái tầm nhìn nó rộng hơn đó, mọi người nhìn thấy cái kính nó rất là to hơn, nó cho cái tầm nhìn qua qua hai bên khá lớn, cái góc nhìn nó khá lớn khá rộng đó. Thì nó không có hẹp như là cái nón full face nên là cái tầm nhìn mình nó sẽ tốt hơn. Thì đây là những cái điểm khác biệt cơ bản của Dual Sport với lại nón sport ha. Rồi thì chắc là mình mới khui hộp thôi, chưa có xé siêu gì cả. Thì bây giờ mình sẽ gắn pin lock với lại gắn cái ca đồ lên. Thì đầu tiên mình phải làm vệ sinh cái chỗ mà mình dán cái ca đồ vào cho nó sạch bụi để keo nó dính chặt hơn. Mấy cái chỗ lồi lõm như thế này á thì mọi người dùng cái keo hai mặt mà ba em mà mình cho nó dày ra một chút thì nó sẽ ôm được. Chứ còn mình dán lớp mỏng quá thì nó không có ôm được, không có ôm được cái mấy cái đoạn ngoài lõm ha. Mình dán hai lớp 3 em lên xong rồi mình đựng nó vào.
dán hai lớp lên đó thì nó khi mà nó có cái đoạn lồi lõm thì nó vẫn còn đủ độ dày, cái lớp keo thì nó sẽ ôm sát, còn lớp mỏng quá thì nó bị bít cứng theo cái hình dạng của cái miếng dán này nè, thì nó sẽ dán có chỗ dán được có chỗ thì nó không có khít được. Cái chỗ này mọi người để ý, do là mình sẽ đi cái này nó luồn vào bên trong ở dưới cái lớp này, cho nên cái dây chỗ này nó rất là mỏng, nó sẽ cạ vô cái chỗ này, cho nên là để mình gia cố cho nó tốt á thì mình có thể dùng băng keo điện á, mình quấn cho nó một lớp chỗ này để nó có chạm, nó ma sát gì với chỗ đó thì nó không có bị đứt cái lớp vỏ bên ngoài rồi nó đứt dây ha. Thì mình hay làm như vậy để cho nó bền. Cái nón mà carbon á thì một số cái loại carbon thì mình nhìn bên ngoài mình thấy nó có cái vân là mình biết ha, nhưng mà những cái nón full carbon như cái dòng này thì người ta sơn luôn, mình lớp ngoài thì chỉ có cách nhìn là mình nhìn vào trong cái khe, cái lớp trong, và trong cái lớp trong vỏ thì mình thấy cái vân carbon, thì nhìn vào bên trong là nhìn là biết là rõ nhất, chứ còn bên ngoài thì người ta sơn giả carbon đi lớp trong. Thì mình phải tháo cái lớp mút má này ra. Người ta vẫn xài những cái loại nghèm gà như thế này nè. Thì cái dòng này đó mọi người thấy người ta đã chừa sẵn cho mình cái khoan để mình lắp cái tai nghe vào. Cho nên mình chỉ cần tháo hai cái mé bên hông là mình có thể lắp vào ha. Rồi bây giờ mình hoàn tất ha. Thì gắn cado vào đi dây gọn, mình đi sẵn cái dây mic của cái GoPro á, mình nẹp nó vào đây cho nó gọn, khi nào xài thì mình sẽ bung cái dây ra và cắm vào cái adapter của GoPro là xong. Cơ bản nó là như vậy. Mình sẽ còn gắn một cái bát bên này để gắn cái GoPro, đưa GoPro ra cầm nó ra đây. Rồi bây giờ mình sẽ gắn pin lock cho cái này, sẽ gắn pin lock.
gắn cái pin lock vào ha. Vệ sinh xong rồi gắn pin lock vào. Xong rồi mình sẽ gọt cái lớp bảo vệ. Trong này thì con ốc đầu này nó không đưa được, nó đưa cái máy ra vô được, cho nên đừng có khóa chặt cái này, lắp cái này vô trước rồi. Rồi, cảm ơn mọi người theo dõi ha. Thì cơ bản như mình nói lúc đầu thì cái này nó cũng đơn giản, và lắp cái nón nào cũng như nón đó à, không có khó ha. Rồi, sắp tới mình sẽ có những cái chuyến đi xa trải nghiệm cùng cái nón này, rồi mình sẽ có cái nhận xét cho mọi người tham khảo về cái nón này. Tại vì làm gì làm nhưng cũng phải đội thực tế, đi thực tế rồi mới nhận xét được. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem ha. Rồi, chào mọi người.